Cô xin chào tất cả các em đang xem buổi truyền hình hôm nay. Cô tên Nguyễn Thị Hạnh Duyên, giáo viên dạy lớp 5, trường tiểu học C An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Cô rất vui vì được đồng hành cùng các em trong tiết lịch sử ngày hôm nay. Các em đã biết, tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay đã làm cho tỉnh ta gặp rất nhiều khó khăn trong việc phòng chống dịch. Nhưng không để việc học của các em bị gián đoạn, thì Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang và Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Châu Thành đã tổ chức buổi học truyền hình hôm nay. Cô mong rằng việc làm nhỏ của các em như cùng cô học tập đã góp phần vào việc phòng chống dịch của tỉnh ta đạt hiệu quả cao. Cô không để các em phải chờ lâu. Trước khi vào tiết học, các em cần chuẩn bị đồ dùng học tập như sau: một quyển sách lịch sử địa lý lớp 5, một quyển vở, một cây bút mực, một cây bút chì và một cây thước. Các em đã chuẩn bị đầy đủ rồi, cô và các em cùng vào tiết học nhé. Trước khi vào tiết học, cô và các em cùng ôn lại bài cũ. Các em đã biết, xã hội Việt Nam cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, ở nước ta đã xuất hiện những ngành kinh tế mới, đó là khai thác khoáng sản, các nhà máy, xí nghiệp được xây dựng, các đồn điền cao su, chè, cà phê được thành lập. Và xuất hiện thêm giai cấp công nhân, chủ xưởng, nhà buôn, viên chức, trí thức, nhưng vẫn dưới quyền cai trị của bọn thực dân Pháp. Các em biết không, đầu thế kỷ 20, ở nước ta xuất hiện hai phong trào yêu nước chống lại thực dân Pháp. Đó là hai phong trào do Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh lãnh đạo. Trong bài học hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về phong trào yêu nước Đông Du do Phan Bội Châu lãnh đạo. Cô mời các em nhìn lên màn hình. Bài học hôm nay chúng ta học bài Phan Bội Châu và phong trào Đông Du. Cô mời các em mở sách lịch sử trang 12, 13. Ở bài này, chúng ta đi vào 3 hoạt động. Chúng ta tìm hiểu vào hoạt động thứ nhất, đó là thân thế của Phan Bội Châu. Ở hoạt động này, cô mời các em nhìn vào thông tin ở sách giáo khoa và đọc cho cô từ Phan Bội Châu sinh năm 1867 cho đến tìm con đường giải phóng dân tộc. Cô mời các em đọc phần thông tin. Các em đã được đọc rồi. Cô mời các em trả lời câu hỏi. Em hãy cho biết đôi nét về Phan Bội Châu. Cô mời các em nhìn lên màn hình. Đây là Phan Bội Châu nè các em. Và các em nêu cho cô một vài nét nổi bật nhất về Phan Bội Châu. Thứ nhất, ông là ai? Ông là người như thế nào? 2. Ông sinh năm nào? 3. Quê ông ở đâu? Cô mời các em suy nghĩ trả lời. Các em đã có câu trả lời rồi đúng không nào? Vậy các em trả lời cho cô ý thứ nhất, ông là ai, là người như thế nào? Cô mời các em cùng xem trên màn hình. Ông là Phan Bội Châu. Ông là một nhà nho yêu nước. 2. Ông sinh năm nào? Ông sinh năm 1867. 3. Quê ông ở đâu? Quê ông ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Các em đã vừa tìm hiểu một số nét nổi bật về Phan Bội Châu. Các em ạ, Phan Bội Châu tên thật là Phan Văn San, bút hiệu là Sào Nam. Ông là người thông minh, học rộng, tài cao. Lúc 6 tuổi, trong 3 ngày thuộc hết Tam Tự Kinh. 7 tuổi, ông đã đọc hiểu sách Luận Ngữ. 13 tuổi, ông thi đỗ trạng nguyên. Ông lớn lên khi đất nước bị thực dân Pháp đô hộ. Ông day dứt lo tìm đường cứu nước. Và ở hoạt động này, các em cần ghi nhớ cho cô,
Phan Bội Châu sinh năm 1867, mất năm 1940, quê ở làng Đan Nhiệm, nay là xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ông lớn lên khi đất nước đã bị thực dân Pháp đô hộ. Ông là người thông minh, học rộng, tài cao, có ý chí đánh đuổi giặc Pháp xâm lược. Chủ trương lúc đầu của ông là dựa vào Nhật Bản để đánh Pháp. Đó là kết luận của hoạt động 2 của chúng ta. Hoạt động 1 của chúng ta, cô mời các em chuyển sang hoạt động 2, phong trào Đông Du. Ở hoạt động này, cô mời các em cùng đọc thông tin trong sách giáo khoa từ cùng với những người chung chí hướng cho đến học xong để trở về cứu nước. Cô mời các em đọc thông tin. Các em đã được đọc ở phần thông tin rồi. Cô mời các em trả lời cho cô 3 câu hỏi. Câu hỏi 1. Năm 1904 diễn ra sự kiện gì? Câu 2. Năm 1905 Phan Bội Châu đưa thanh niên sang Nhật học tập những gì? Câu hỏi 3. Thanh niên Việt Nam học tập trong điều kiện như thế nào? Cô mời các em đọc lại 3 câu hỏi này một lần cho cô. Các em đã được đọc 3 câu hỏi. Trước khi trả lời 3 câu hỏi, cô mời các em đọc phần chú giải trong sách giáo khoa. Hội Duy Tân là một tổ chức yêu nước chống Pháp, chủ trương theo cái mới, tiến bộ. Đông Du, Đông có nghĩa là phương Đông, Du có nghĩa là đi. Đông Du là đi về phương Đông, cụ thể là Nhật Bản. Trục xuất là đuổi ra khỏi, thường là lãnh thổ một nước. Quảng Châu là thành phố thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Xiêm, tên của Thái Lan thời ấy. Cô mời các em trở lại, nhìn lên màn hình cho cô. Các em nhìn đây là bản đồ. Các em nhìn vào đây là phần chấm tròn, là phần Nhật Bản, đất nước Nhật Bản. Và phần lá cờ đỏ sao vàng là Việt Nam. Ý tưởng của Phan Bội Châu là đi về nước Nhật Bản để tìm con đường cứu nước. Cô mời các em trở lại phần câu hỏi. Trả lời cho cô câu hỏi thứ nhất. Năm 1904 diễn ra sự kiện gì? Các em suy nghĩ. Cô mời các em trả lời. Câu trả lời của các em có cùng với kết quả của cô hay không? Cô mời các em nhìn lên màn hình. Năm 1904, Phan Bội Châu cùng với những người chung chí hướng đã lập Hội Duy Tân. Cô mời các em trả lời tiếp cho cô câu hỏi 2. Năm 1905, Phan Bội Châu đưa thanh niên sang Nhật học tập những gì? Cô mời các em suy nghĩ trả lời. Câu trả lời của các em là gì? Cô mời các em nhìn lên màn hình xem có cùng đáp án với cô không? Năm 1905, Phan Bội Châu đưa thanh niên sang Nhật học tập về kỹ thuật và quân sự. Cô mời các em chuyển sang câu hỏi 3. Thanh niên Việt Nam học tập trong điều kiện như thế nào? Cô mời các em suy nghĩ trả lời. Câu trả lời của câu hỏi 3 là thanh niên Việt Nam học tập trong điều kiện cuộc sống của họ hết sức khó khăn. Nhà cửa chật chội, thiếu thốn đủ thứ. Họ đã làm nhiều nghề để sống và học tập. Các em trả lời thêm cho cô một câu hỏi nữa nhé. Tại sao điều kiện khó khăn như vậy mà thanh niên Việt Nam vẫn hăng say học tập? Cô mời các em suy nghĩ. Các em tìm hiểu ở phần thông tin, các em sẽ tìm ra được câu trả lời đó các em. Câu trả lời của các em là gì? Điều kiện khó khăn như vậy mà thanh niên Việt Nam vẫn hăng say học tập là vì tất cả là nhờ lòng yêu nước sâu sắc, mong muốn cứu nước và giải phóng dân tộc của họ. Các em ạ,
Phong trào Đông Du được thành lập năm 1905 do Phan Bội Châu lãnh đạo. Mục đích của phong trào là đào tạo những người yêu nước. Có hàng trăm thanh niên nô nước sang Nhật học tập. Dù có khó khăn như thế nào, khắc nghiệt ra sao, ai cũng mong muốn mau chóng học xong để về cứu nước. Đó là kết luận của hoạt động 2. Cô mời các em chuyển sang hoạt động 3. Ý nghĩa của phong trào Đông Du. Ở hoạt động này, cô mời các em đọc thông tin trong sách giáo khoa từ phong trào Đông Du phát triển cho đến tiếp tục hoạt động cứu nước. Cô mời các em đọc. Các em đã được đọc phần thông tin trong sách giáo khoa rồi. Bây giờ cô sẽ mời các em cùng trả lời câu hỏi. Kết quả của phong trào này ra sao? Cô mời các em. Các em có câu trả lời rồi đúng không nào? Xem có cùng kết quả với cô không? Cô mời các em nhìn lên màn hình. Kết quả của phong trào này thất bại. Câu hỏi tiếp theo dành cho các em nữa là: vì sao lại thất bại? Các em đọc kỹ ở phần thông tin, các em sẽ biết được phong trào Đông Du vì sao lại thất bại. Câu trả lời của các em là gì? Phong trào Đông Du phát triển làm cho Pháp lo ngại, nên Pháp cấu kết với Nhật chống phá phong trào Đông Du. Chính phủ Nhật trục xuất Phan Bội Châu và thanh niên Việt Nam ra khỏi nước Nhật. Vậy các em cho cô biết ý nghĩa của phong trào Đông Du là gì? Các em hãy hệ thống lại những cái phần thông tin các em đã được đọc. Các em sẽ thấy được ý nghĩa của phong trào Đông Du là gì. Kết quả câu trả lời của các em là: giúp khơi dậy lòng yêu nước của nhân dân ta. Các em đã biết phong trào Đông Du tuy thất bại nhưng không làm nhục chí của Phan Bội Châu và các thanh niên yêu nước. Ông cùng với các thanh niên lánh sang nước Xiêm tiếp tục cùng nhau học tập, luyện tập võ nghệ để chuẩn bị cho một kế hoạch phục quốc sau này. Các em ạ, trong lịch sử dân tộc, bóng dáng của Phan Bội Châu vươn lên sáng chói trên chân trời đầy giông bão những năm đầu thế kỷ 20. Đúng như lời nhận xét đầy tôn kính của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Phan Bội Châu, bậc anh hùng, vị thiên sứ, đấng xả thân vì độc lập, được trên 20 triệu dân trong vòng nô lệ tôn sùng. Và với tất cả các thông tin các em vừa biết được, thì nội dung bài học hôm nay các em cần nhớ rõ. Cô mời các em nhìn lên màn hình. Phan Bội Châu là nhà yêu nước tiêu biểu của Việt Nam đầu thế kỷ 20. Phong trào Đông Du do ông cổ động tổ chức nhằm đào tạo nhân tài cứu nước. Cô mời các em đọc lại bài học một lần. Cô mời các em nhìn lên màn hình hoặc là nhìn cái phần khung màu xanh ở trong sách giáo khoa. Các em đọc lại một lần cho cô. Các em đã được đọc phần bài học rồi. Bây giờ cô có mở một cái bất ngờ dành cho các em. Đó là phần trò chơi. Trò chơi của cô có tên là trò chơi nhanh tay ghép đúng. Các em chuẩn bị cho cô một quyển vở, một cây bút chì và một cây thước. Nội dung của trò chơi của cô như sau. Cô có cột A và cột B. Các em hãy nói dữ liệu ở cột A với cột B sao cho đúng. Cột A của cô gồm có: 1. Năm 1904, 2. Năm 1905, 3. Năm 1909, 4. Mục đích của phong trào Đông Du, 5. Ý nghĩa của phong trào Đông Du. Và cô có ở cột B: A. Phong trào Đông Du tan rã. B. Đào tạo nhân tài cứu nước. C. Phan Bội Châu đưa thanh niên Việt Nam sang Nhật học tập. D. Giúp khơi dậy lòng yêu nước của nhân dân ta.
E. Hội Duy Tân được thành lập. Ở trò chơi này, các em chỉ cần nói một. Đúng với đáp án nào ở B thì các em chỉ nói một. Cô ví dụ như là một B thì các em chỉ ghi một gạch nói B. Rồi cô mời các em thực hiện trò chơi. Nhanh tay lên nào. Các em đọc kỹ từng cột và các em sẽ nói với ý đúng. Có thể là các em tra ở phần thông tin ở sách giáo khoa để các em chọn ý đúng nhất mà các em nói vào. Rồi, thời gian của các em đã hết. Cô mời các em trả lời bằng câu hỏi của mình. Câu trả lời của các em có trùng với kết quả của cô hay không? Cô mời các em nhìn lên màn hình. Một sẽ nói với ý nào đây? À, một, chúng ta sẽ nói với ý E. Năm 1904, Hội Duy Tân được thành lập. Nếu như bạn nào nói đúng thì chúng ta sẽ thưởng cho mình một nụ cười thật tươi nhé các em. Hai, năm 1905, nói với ý nào đây? Năm 1905, Phan Bội Châu đưa thanh niên Việt Nam sang Nhật học tập. Ba, năm 1909, sẽ nói với ý nào của câu B? Nói với ý A. Năm 1909, phong trào Đông Du tan rã. 4. Mục đích của phong trào Đông Du. Nói với ý nào của câu B, của cột B? Nói với ý B. Mục đích của phong trào Đông Du là đào tạo nhân tài cứu nước. Và 5. Ý nghĩa của phong trào Đông Du được nói với ý D, giúp khơi dậy lòng yêu nước của nhân dân ta. Các em đã nói thành công cột A với cột B. Cô xin chúc mừng các em. Các em ạ, ở bài học này, ở bài học Phan Bội Châu và phong trào Đông Du, cô và các em học tập được ở bài này là tấm lòng yêu nước, yêu dân tộc của Phan Bội Châu. Chúng ta tự hào là dân tộc Việt Nam có nhiều vị anh hùng nhưng tiêu biểu là Phan Bội Châu. Ở bài học này, chúng ta tìm hiểu qua 3 hoạt động. Hoạt động 1, thân thế của Phan Bội Châu. Hoạt động 2, phong trào Đông Du. Hoạt động 3, ý nghĩa của phong trào Đông Du. Và bài học ở bài này là Phan Bội Châu là nhà yêu nước tiêu biểu của Việt Nam đầu thế kỷ 20. Phong trào Đông Du do ông cổ động, tổ chức nhằm đào tạo nhân tài cứu nước. Cô mời các em đọc lại bài học một lần nữa cho cô nhé. Và các em nên nhớ, các em ghi bài học này vào vở và các em làm tất cả các bài tập ở vở bài tập lịch sử của bài Phan Bội Châu và phong trào Đông Du nhé các em. Các em làm trong vở bài tập để các em khắc sâu thêm kiến thức về Phan Bội Châu và tìm hiểu về phong trào Đông Du. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học tốt và hoàn thành tốt các bài học tiếp theo. Cô xin chào tất cả các em.